Mình hỏi chắc không? Thì anh ta nói là chắc, ok, Amunix không có Jared được. Thì hôm nay sẵn cái con Amunix trên tay nè, thì mình tiến hành mình mở cái tool Jared Quanlit đó, coi thử ok không nha. Giờ mình ghim vô. Alo, xin chào các bạn. Thì hôm trước mình có lên một cái video Jared nè, thì có một cái anh bình luận trên kênh, anh kêu là Avonis đó là nó không có làm việc. Mình hỏi chắc không, thì anh ta nói là chắc, ok, Avonis không có Jared được. Thì hôm nay sẵn cái con Avonis trên tay nè, thì mình tiến hành mình mở cái tool Jared Quanlit đó, coi thử ok không nha. Giờ mình ghim vô, rồi mình mở cái bao tool lên, mình coi thì nó US máy. Tiến hành mở tool mình chạy nha các bạn. Con này thì 16.5.1 nè, thì US khá là cao rồi. Máy hoạt động bình thường, vô menu bình thường hết ha. Rồi tiến hành mình mở cái tool Balanren lên. Tiếp tục mình chạy cái tool Balanren nè. Trên cơm mình cũng có làm một cái video rồi. Rồi các bạn đợi cái tool nó mở lên á, nó nhận được cái con Avonis của mình á. Nhận đầy đủ nè. Rồi mình tiến hành mình bấm chữ Start là nó đưa cái máy về chế độ Recovery. Máy thì tính thì các bạn nhớ cài driver đồ đầy đủ nha. Rồi trong quá trình mình chạy thì mình mở cái Device Manager lên để mình coi thử driver nó bị thiếu hay bị lỗi gì á, mình sửa trực tiếp luôn cho nó nhanh các bạn. Rồi khi mà máy nó vô chế độ Recovery nè, tool nó kêu mình đưa vô chế độ Depo. Rồi để mình cầm trên tay á, mình bấm cho nó dễ nha các bạn. Rồi vô Depo, volume trừ dưới nguồn. Thì các bạn đợi dòng số 3 nó sáng đèn, đếm ngược từ 9 giây trở về, thì các bạn bu phím nguồn giữ volume trừ là được rồi. Các bạn vô bị lỗi, vô sai á, thì các bạn vô Depo lại nha. Rồi tiếp tục mình đợi coi, nó đang tiến hành Jared nè, nó đang tìm driver á. Rồi mình cứ đợi. Các bạn Jared nếu lỗi á, thì mình cho nó lên lại màn hình hello. Rồi mình rút cái máy ra, rồi mình fix cái driver trên tool đó, rồi mình ghim vô lại, mình chạy lại là ok nha. Mời đẹp. Rồi nó đang boot bông gô vậy nè, mình để ý nếu cái máy nó lên chế táo á, nó hiện á, nó chạy những cái câu lệnh á, là ngọt ngào nha. Rồi máy boot táo lên kìa. Rồi các bạn đợi. Rồi bắt đầu nó viết lệnh gì nè các bạn. Nói nôm na cho dễ hiểu là tiến hành nó đang Jared á. Rồi các bạn đợi nó Jared, nó báo trên tool là Jared Dawn kìa. Thấy không? Ngon lành. Rồi cái máy mình nó sẽ boot lên. Rồi mình tiến hành mình mở cái bao tool, mình kiểm tra coi thử nó Jared được chưa. Rồi trên cái máy mình nó có Balanren không. Thì những cái con chip mà M1 á, ví dụ 88 loot, Avonis, mà các bạn Jared nó báo Dawn á, mà trên máy nó không có hiện Balanren á, thì các bạn phải xóa trắng cái máy nha. Giống như mình restore sạch cái máy lại á, rồi mình Jared lại á, thì nó mới có Balanren nha các bạn. Thì chip M1 á, cái đội mà Balanren á, hướng dẫn mình như vậy á. Với lại các bạn Jared thì không có được đặt passcode nha. Con này thì vẫn là rootless thôi. Mình chạy cái one lit thì nó vẫn là rootless nha các bạn. Rồi tiến hành mình cài đặt Sileo, rồi mình áp những cái nguồn cơ bản hay gì á, thì cũng có một cái số video trên kênh đó, mình hướng dẫn các bạn cài một số tweet dành cho rootless á, cũng khá là hay nè. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.